Sau hơn 6 tiếng di chuyển từ ngoài Hà Nội vào đến thành phố Hà Tĩnh thì chúng tôi nhìn thấy đây đúng thực sự là một cái cơ ngơi của một căn mặt đường. Như các bạn nhìn thấy, nó có cái mặt tiền chắc nó phải lên đến tầm 15-16 mét. Và đây là chính là 4 khối nhà cùng nhau trên tổng diện tích 400 mét của một cái căn hộ liền kề như này. Và bây giờ chúng tôi phải vào việc ngay. Wow, bây giờ mới gọi là bật mí ạ. Le Acoustic đến từ Pháp. Và bây giờ thì tôi cùng đội kỹ thuật sẽ chúng ta vào nhà và set up. Vâng, bây giờ là câu chuyện với kể về chàng trai 9X. Đó là một sự đam mê. Các bạn nhìn thêm một cái phong cách thiết kế thật là khác, thật là lạ và thật là hay. Nhưng cái công năng sử dụng thì rất là tuyệt vời. Và hôm nay Thiên Hà sẽ đem một bộ Siva đến từ hãng Le Acoustic của Pháp đến để thiết kế và lắp tại đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp khui thùng. Đây là dòng Sivalo. Đó, tất cả các linh kiện này đều được nhập khẩu từ Pháp về ạ. Trời, các bạn nhìn thấy khi bóc ra đã nhìn thấy cái sự đẳng cấp của một dòng thương hiệu đến từ nước Pháp. Và đây là một trong những thương hiệu đầu bảng của trên toàn thế giới. Ở đây là chính là một cái tấm lót ở phía dưới ạ. Sivalo. Cục này và cục này, hai bên chúng tôi sẽ đánh hai con subwoofer. Còn đây là chính là dòng Sennheiser. Đây là những tay mic hay hàng đầu trên thế giới bây giờ, dòng Sennheiser. Đây là chính là bản G4. Để chuyên môn coi như là phục vụ cho các bản hardline Procession. Bạn nhìn thấy những tay mic và các củ mic này thì trông nó cũng đã lên nói đến cái sự khác biệt của dòng mic đến từ Đức. Nhìn thấy thực sự là tuyệt vời, nhìn trông không còn gì để trải nghiệm hơn, tốt hơn nữa. Và đây chính là một cái nguồn của hệ thống thu phát. Vì mỗi một tay mic này thì người ta lại sử dụng một cái nguồn thu phát khác nhau. Trông rất pro đúng không ạ? Và đợt này thì chúng tôi bên Thiên Hà đã tư vấn và set up đây chính là một trong những hệ thống mà loa karaoke chuyên nghiệp cho chúng tôi dùng bằng Midas. Đây là bản chỉnh và mixer và nó có 32 đường tiếng thì để khi kết hợp cùng các band nhạc hoặc chơi live trực tiếp thì đây là một cái sự lựa chọn của chủ nhà. Còn với phần nguồn âm ly thì đây chính là LA4X. Cái này thì một chút nữa tôi sẽ bật mí với các bạn tại sao chúng tôi lại thích dùng dòng LA Acoustic và LA4X này thì nó có cái gì sự khác biệt. Vì trong này nó sẽ gọi được tất cả những hệ thống âm thanh của hãng LA Acoustic của Pháp. Và tôi thì cũng nóng lòng phải cắt ngay và trải nghiệm ngay để cùng các bạn xem là nó có cái gì khác biệt. Vì đây là một bộ dàn có cái giá trị kinh tế nó rất là cao và một trong những dòng âm thanh mà được các nhà hát cũng như là các trung tâm đại nhạc hội luôn sử dụng. Đó. Với trong này thì các bạn sẽ thấy có những cái công cụ đi theo, chẳng hạn như là đầu dây Neutrik cộng cắm liền ổ châu Âu. Là bên này thì đây chính là một cái cục để giữ mặt của cái âm ly. Đấy là cái phần về nguồn phát. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay lại về hai cái thanh cây Siva này. Wow,
Đây là nó thực tế ra thì như các bạn nhìn thấy thì đây chính là hai cái module nó được nối vào nhau vào một thanh Kishiba này, và đây chính là một cái giải tần của Twitter và giải Midran. Thì một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ hoàn thiện, còn bây giờ thì tôi xin dừng tại đây và chúng tôi set up vào vị trí và chúng tôi đi tuần phòng. Và các bạn hãy nhớ theo dõi trên kênh này tiếp tục vì sẽ có những cái điều bật mí hay nữa về cái phòng nghe nhạc này. Vâng, đây là một phần rất quan trọng trong hệ thống setup của bộ dàn. Đây là những kỹ thuật rất là cao và đẳng cấp của khi bộ dòng Escotic đến từ Pháp. Và với kỹ thuật này thì các bạn nhìn thấy đây, đây là hệ thống tuôn phòng. Và đây là các linh kiện để kết nối với hệ thống tuôn phòng, và đó chính là một bàn Miras. Còn như hệ thống bên này thì các bạn nhìn thấy đây chính là phần nguồn L-Acoustic 4X. Và đây là phần Comrit đọc nguồn. Và một chút nữa thôi thì tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lại cái phần này cho đội kỹ thuật để chúng ta có một cái buổi setup và cái bộ tuôn phòng này. Như các bạn nhìn thấy những trần cao như thế này, với các hướng âm như thế này, nhà nhiều kính như thế này, thì âm thanh ra làm sao? Với các kỹ thuật đó và các cái điều kiện đó thì chúng tôi sẽ thấy rất là khó nếu như mà với một shop audio mà không phải là chuyên nghiệp, hoặc là người ta làm chỉ gọi là người ta chỉ làm để cho có về trong cái vấn đề về setup phòng thì hoàn toàn là khác. Còn với đội ngũ kỹ thuật của Thiên Hà thì các bạn sẽ thấy đó chính là sự khác biệt. Sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin?
Tôi đi về đâu để gặp em. Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô cùng. Đôi bàn tay nhỏ bé biết những yêu sau đây. Nhìn em đi qua tơ tưởng cô xương, tôi mất em rồi. Tôi đi về đâu để gặp em. Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô cùng. Đôi bàn tay nhỏ bé biết những yêu sau đây. Nhìn em đi qua tơ tưởng cô xương, tôi mất em rồi. Vâng, với những đoạn nhạc vừa rồi thì các bạn nghe anh Chiến chủ nhà đây đúng là một giọng ca nam tính rất là hay. Nhưng mà qua đây thì cũng hỏi ý kiến anh thật lòng, anh cảm nhận thế nào về bộ dàn karaoke mà Thiên Hà cung cấp cho anh? Nói chung là em rất là hài lòng. Em rất là hài lòng. Tất nhiên có một số cái là do cái phòng của em thì chưa ấy lắm, tối ưu lắm. Dạ vâng. Thế cái này thì chúng ta sẽ khắc phục dần dần. Nhưng cái quan trọng ngày hôm nay Thiên Hà Audio cung cấp cho anh Chiến đấy là một hệ thống loa của Xiva của Pháp. Đây là một trong những loa mà được các đại nhạc hội cũng như là các nhà hát lớn nhất của Việt Nam mình đang ưa dùng, kể cả những viện âm nhạc cũng đang dùng. Và đây là một trong những dòng loa karaoke chuyên nghiệp nhất. Kết hợp cùng với nó thì đó là cả một hệ thống setup của LA4X. Đây là 4 đường tiếng và 1000W cho một kênh. Như các bạn nhìn thấy rất là pro và nó có preset và gọi controller luôn để chúng ta có thể là kéo được cả dải âm thanh về. Còn về phần trên thì chỉ là những cái phần rất nhỏ nhặt thôi, nhưng mà ngược lại thì lại có hai cái tay mic hoàn hảo của hãng Sennheiser của Đức. Đây là một trong những tay mic chuyên nghiệp. Nhưng không thể không nói đến trái tim của dàn, đúng là Midas 32. Đây là một trong những dòng mic số mà được mọi người ưa dùng và thích dùng. Vì tại sao? Nó có một cái chất âm hoàn hảo. Và cái tiêu chung lại, đây là một trong những bộ dàn mà của L Acoustic cung cấp, đấy là hàng của Pháp. Và tất cả các hàng tiêu chuẩn này đều được nhập khẩu từ Pháp. Và cũng qua đây thì chúng tôi càng cảm nhận hơn nữa khi với những giọng hát này. Và hôm nay thì cũng rất là vui. Và những ngày cuối năm này thì anh Chiến và những người bạn có cái sự cảm nhận thật gần gũi. Và đây cũng là lời động viên của anh Chiến để dành cho team của Thiên Hà, là chúng tôi luôn luôn là những người hướng tới yêu âm nhạc và cùng các bạn trải nghiệm trên con đường âm nhạc. Và bây giờ thì các bạn hãy quay lại với cả phòng của nghe nhạc của anh Chiến. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh.